trên 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trên 10, 10, 10, 10, 10. Tôi đếm các con số, hãy đếm chung với tôi. Tôi đếm các con số, hãy đếm chung với tôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay chi, ngón tay chi, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Nào, hãy nhìn vào những chú mèo con dễ thương đang nhảy này đi. Meow. Năm chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường và mày ngủ đi thôi. Và tất cả những chú mèo con dễ thương đều đi ngủ. Meow.
Còn một chú lân con đi siêu thị, còn một chú lân con ở nhà, còn một chú lân con ăn bò nướng, còn một chú lân con đòi mèo, còn một chú lân con khóc quy 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 tất cả về nhà. Còn một chú khi con đi siêu thị, còn một chú khi con ở nhà, còn một chú khi con ăn bò nướng, còn một chú khi con đòi mèo, còn một chú khi con khóc quy 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 tất cả về nhà. Cô bé Muffet thật sự rất sợ con nhện. Cô bé tên Muffet ngồi trên ghế tướp vịt, ăn chút phô mát và sữa chua đồng. Cùng lúc chú nhện con ngồi kế cô Muffet, làm cô sợ hãi và là to. Cô bé tên Muffet trở lại ghế tướp vịt với thanh kẹo ngọt cho bữa ăn trưa. Cô vô về nhìn con ngồi kế cô lon ton, cầm chiếc bánh quy ngon để ăn. Tôi chưa bao giờ biết con nhện thích ăn bánh. Cô bé tên Muffet ngồi trên ghế tướp vịt, ăn chút phô mát và sữa chua đồng. Cùng lúc chú nhện con ngồi kế cô Muffet, làm cô sợ hãi và là to. Cô bé tên Muffet trở lại ghế tướp vịt với thanh kẹo ngọt cho bữa ăn trưa. Cô vô về nhện con ngồi kế cô lon ton, cầm chiếc bánh quy ngon để ăn. Đó thật sự là một chú nhện dễ thương. Ba chú chuột mù, chúng luôn chạy vòng quanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Chúng nó chạy sao cổ nông dân kia, ai đã cắt đuôi bằng con dao sắc nhọn. Một cánh như thế trong khu sông của bạn là ba con chuột mù. Nhìn chúng ở đó kìa, chúng đang chạy lại. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào và chúng ông nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mù. Các chú chuột trông thật thú vị với cặp kính của chúng. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Chúng nó chơi sao cô nông dân kia, cô
ấy chạy quanh và la hét rất nhiều. Chuột đã giấu đi con dao sắc của cô, là ba con chuột mù. Vợ của người nông dân có thể chạy rất nhanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem, chúng bôi thuốc kem và chúng hát một bài, và chiếc đuôi kia lại mọc ra thật dài. Chuột đã rất vui và hạnh phúc thật nhiều, là ba con chuột mù. Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau. Johnny là một cậu bé nghịch ngợm. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đừng phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đừng phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đừng phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Ồ, ông thợ làm bánh ơi, ông có thể nướng cho tôi một cái bánh không? Nướng chiếc bánh ông thợ ơi. Nướng nó cho nhanh, thật nhanh nào bạn ơi. Ông đã đánh dấu nó với thương hiệu là Bi. Bánh ngờ trong lò là để cho em và tôi. Nướng chiếc bánh ông thợ ơi. Nướng nó cho nhanh, thật nhanh nào bạn ơi. Ông đã đánh dấu nó với thương hiệu là Bi. Bánh ngờ trong lò là để cho em và tôi. Ôi, trời mưa. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Daddy thì muốn ra ngoài, đi đi hơi cơn mưa ơi. Hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày cả. Mẹ tôi thì muốn ra ngoài, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày cả. Anh tôi thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Chỉ tôi thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Em tôi thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Tạm biệt mưa nhé. Hãy
hãy cùng nhau hát bài hát về Yankee Doodle nào. Yankee Doodle xuống thì chẳng vời, con ngựa anh cưỡi trên lưng, chiếc lồng chim trên mũ của anh được gọi là macaroni. Yankee Doodle luôn giữ nó, Yankee Doodle bận bao, tâm trí anh theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cha và tôi đã đi đóng quân về Kansas trên tên Gooding, và chúng tôi đã thấy thật nhiều quân lính trông như bánh pudding. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bận bao, tâm trí anh theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cắn xa trường tân qua sinh tân về, con ngựa ông cưỡi trên lưng, và chỉ huy quân lính của mình, tôi thấy có đến một triệu binh. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bận bao, tâm trí anh theo từng bước nhé dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Yankee Doodle thật thú vị, hẹn gặp bạn lại lần sau nhé. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Hãy gặp chú cụ đen ba ba. Cừu kêu ba ba, có bác nấu có lên. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Đây của ông đây, kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu ba ba, có bác nấu có lên. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Cừu kêu ba ba, có bác nấu có lên. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Đây của ông đây, kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu ba ba, có bát nào có len. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Đây của ông đây, kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu ba ba, có bán áo có len. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Cừu đen ba ba rất thích chia sẻ. Q R S T U V W X Y Z.
Bạn có nghe tiếng chuông không? Quả chuông kêu, bớt xi trong riêng kia. Ai sâu câu, đó là Johnny Plain. Ai kêu cô ấy ra, đó là Tommy Stout. Johnny nghịch ngầm qua đi thôi, đa số chú mèo rời xuống riêng kia. Bớt xi đâu có làm Johnny đau, cô chỉ giết chú chuột đã phá hoại trang trại. Quả chuông kêu, bớt xi trong riêng kia. Ai sâu câu, đó là Johnny Plain. Ai kêu cô ấy ra, đó là Tommy Stout. Johnny ngất ngầm qua đi thôi, đa số chú mèo rời xuống riêng kia. Bớt xi đâu có làm Johnny đau, cô chỉ giữ. Học những bộ phận trên cơ thể nào. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai, gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Mặt cá khuỷu tay, chân và tay, chân và tay. Mặt cá khuỷu tay, chân và tay, chân và tay. Nào tộc, nào hồng, ngón tay và cầm. Mặt cá khuỷu tay, chân và tay, chân và tay. Vai đầu ngón chân, các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai, gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Nhìn kìa ba chú mèo con. Ba chú mèo lắm mất tất mình và chú bắt đầu khóc to. Mẹ ơi, con đã lắm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mất tất mình để bánh sẽ không cho. Mì eo, bánh mẹ phạt không cho. Ba chú mèo tìm thấy tất mình và chú bắt đầu la to. Mẹ ơi, con đã tìm thấy tất mình và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì tìm thấy tất mình, thế bánh là của con. Mì eo, mình có bánh rồi ba ơi. Ba chú mèo mặc chiếc tất vào và chú bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi, con đã lắm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mất tất mình, sao con lại nghịch thế kia. Mì eo, tất vẫn rồi con đâu. Ba chú mèo giặt chiếc tất mình và chú bắt đầu hong khô.
Mẹ ơi, con đã giặt chiếc tất sạch và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì làm chiếc tất sạch, mẹ ngươi thấy mùi chuột to. Mèo mèo, chúng con nghe mùi chuột to. Các chú mèo con trông rất vui. Ba chú chuột mù, chúng luôn chạy vòng quanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Nhìn chúng ở đó kìa, chúng đang chạy lại. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Chuột trông thật thú vị với chiếc kính của chúng. Ha ha ha. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Vợ của người nông dân có thể chạy rất nhanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem. Một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau. Johnny là một cậu bé nghịch ngợm. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Chào các em, hãy để cho người nông dân nói với các em về cây cầu London Bridge nhé.
lên đến Rick đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó, lên đến Rick đang đổ xuống đó. Một cô gái đẹp xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất, xây nó lên bằng gỗ và đất. Một cô gái đẹp gỗ và đất được rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, gỗ và đất được rửa sạch sẽ. Một cô gái đẹp xây nó lên bằng gạch và vừa, gạch và vừa, gạch và vừa, xây nó lên bằng gạch và vừa. Một cô gái đẹp. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu. Một cô gái đẹp xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép, xây nó lên với sắt và thép. Một cô gái đẹp sắt và thép không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong, sắt và thép không bị uốn cong. Một cô gái đẹp xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng, xây nó lên bằng bạc và vàng. Một cô gái đẹp. Lên đến Rick đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó, lên đến Rick đang đổ xuống đó. Một cô gái đẹp. Cùng nhảy lên xe bus nào. Tất cả bánh xe bus quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe bus xoay vu, xoay vu, xoay vu vu, xoay vu vu. Gạt nước trên xe bus xoay vu vu vu, đi về thành phố. Coi trên xe bus kia bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Coi trên xe bus kia bíp bíp bíp, đi về thành phố. Cửa sổ trên xe bus mở ra đông vào, mở toan ra rồi đông lại. Cửa sổ trên xe bus mở ra đông vào, đi về thành phố. Tất cả bánh xe bus quay tròn, quay tròn,
quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn. Đi về thành phố, chúng ta sẽ sớm trở lại trên một chuyến xe khác. Nhìn kìa ba chú mèo con, ba chú mèo làm mất tất mình và chú bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con đã làm mất tất mình, chúng con tất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã làm mất tất mình, thế bánh xe không cho. Mèo mèo bánh mẹ Phật không cho. Chú mèo tìm thấy tất mình và chú bắt đầu la to. Mẹ ơi con đã tìm thấy tất mình và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì tìm thấy tất mình, thế bánh là của con. Mèo mèo bánh có bánh rồi bạn ơi. Ba chú mèo bật chết tất vào và chú bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi con đã làm bấn tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã làm bấn tất mình, sao con lại nghịch thế kia. Mèo mèo tất bấn rồi con đâu. Ba chú mèo giặc chết tất mình và chú bắt đầu không khô. Mẹ ơi con đã giặt chiếc tất sạch và chúng đã ở đây. Con ngoan vì làm chiếc tất sạch, mẹ ngươi thấy mùi chua to. Mèo mèo chúng con nghe mùi chua to. Các chú mèo con trông rất vui. Jack và Jill. Jack và Jill cùng đi lề đôi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngả lăng và nói đau đau và Jill cũng tiếp tục ngả lăng. Lúc đó anh Jack liền nói và Jill hãy nắm tay anh và đứng dậy. Bụi sạch bụi đi mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Jack bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bạc của Jack bán đồ anh ấy với dăm ăn và giấy nâu. Và Jill nhìn thấy cô ấy từ to khi thấy chiếc quần quay trên đầu. Jill bị mẹ la đánh đập thật đau. Bởi cười anh chắc đang khổ đau. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngả lăng và nói đau đau và Jill cũng tiếp tục ngả lăng. A B C D E F G N I J K L M N O P Q R S T U V W X Y và Z. Và giờ đây tôi yêu A B C. 26 ký tự A đến Z. I J K L M N O P Q R S T U V W X Y và
ABC. Sắp tới đây bạn cùng hát với tôi. Ba chú chuột mù, chúng luôn chạy vòng quanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Chúng nó chạy sao cổ nông dân kia, ai đã cắt đuôi bằng con dao sắc nhọn. Một cánh như thế trong khu sông của bạn là ba con chuột mù. Nhìn chúng ở đó kìa, chúng đang chạy lại. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào, và chúng ông nhìn nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mù. Các chú chuột trông thật thú vị với cặp kính của chúng. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Chúng nó chơi sao cổ nông dân kia, cô ấy chạy quanh và la hét rất nhiều. Chuột đã giấu đi còn dao sắc của cô là ba con chuột mù. Vợ của người nông dân có thể chạy rất nhanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem. Chúng bôi thuốc kem và chúng hát một bài, và chiếc đuôi kia lại mọc ra thật dài. Chuột đã rất vui và hạnh phúc thật nhiều là ba con chuột mù. Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau.